đồ ăn ngon, điều hòa mát lạnh và không gian sạch sẽ. Hy vọng là làm hài lòng được tất cả mọi người. Món chuyên về lòng nội tạng lợn thì nó rơi vào khoảng tầm 60 đến 70 món. Mình tên là Thắng, mình đến từ quán Lòng Bóng Trần ở địa chỉ 250 Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Đồ nhà mình thì 100% là đồ tươi nguyên liệu nhập hàng ngày. Thì những cái món mà đã làm nên thương hiệu của quán như là lòng xe điếu này, lòng trần thập cẩm đặc biệt này, có nuôi chiên lá chanh, bách cháy tỏi. Một số món mới ra mắt như má heo nướng với ớt, lưỡi sóc tê cay, hay là một món uống bia rất được yêu chuộng như là lòng xào dưa. Mùa hè thì nhà mình đã có điều hòa rồi nên là mọi người không lo ăn mà sợ nóng nữa, nên là mọi người cứ yên tâm mà thưởng thức những món của quán Lòng Bóng Trần. Không gian của quán thì đã sửa lại rất là sạch sẽ. Sức chứa của quán thì rơi vào khoảng tầm 65 đến 70 người. Chỗ để xe thì rất là thoải mái, ô tô có thể được khoảng 10 cái, và xe máy thì rất là thoải mái. Giờ mở cửa của quán Lòng Bóng Trần là buổi sáng là từ 10 giờ đến 14 giờ, buổi chiều là từ 16 giờ đến 22 giờ.